Cháu Tây Đào Hưng Yên, một thần tượng của chú, chúc chú luôn mạnh khỏe hạnh phúc bên gia đình. Chú cảm ơn Tây Đào nhá. Chú chúc Tây Đào và gia đình những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Chú chúc cho Tây Đào thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. 8386. Ok cháu nhá, chú phải follow cháu Tây Đào phát uy tín luôn, uy tín luôn. Khi nào anh vào Sài Gòn qua chơi với vợ chồng em nhé. Ok, quân công nhé. Ok, máy nghệ công công nghệ. Ok em, chắc chắn rồi em ạ. Vì anh em mình bao lâu gặp nhau, vì mỗi anh em mình bây giờ mỗi người một công một việc, em trong Nam anh ngoài Bắc. Anh Tế thì em biết rồi, mình anh em mình sống với nhau có năm có tháng, anh em mình sống với nhau quá, anh em mình quá quá hiểu đúng không em, máu anh em còn cho nhau được. Thế đâm ra là anh em mình không cần phải nói nhiều cả. Anh thật sự với em là bây giờ anh em mình đều công việc cuộc sống, em cũng trong đó, vợ con rồi mẹ, anh thì ngoài này bây giờ cũng công việc đó. Cảm ơn Hải, chào Hải, Hải Bi nhé. Đó, anh công việc đó, công việc tối ngày đấy em ạ. Bây giờ còn bán hàng trên mạng, trên trên YouTube nữa. Thế đâm ra là chứ còn lúc nào anh em mình chẳng hướng với nhau. Và đúng không quân 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 Tếu, nghe thấy em đặt chè bị bắt anh cũng buồn lắm. Anh cũng đang anh chuẩn bị là anh sắp xếp vào thăm em đặt chè một lần đó. Sau này em lên trại có điều kiện thì mình không nói, nhưng trước mắt là phải vào với em nó. Cảm ơn Linh Cáo nhá, anh cảm ơn em nhá, Linh Cáo nhá. Chúc Linh Cáo thật nhiều sức khỏe, nhiều là vui cuộc sống như Linh Cáo nhá. Chuẩn bị đón anh trên đất Hà Nội nhá. Anh chào em nhé. Dạ em chào anh Thanh Nguyễn. Em chúc anh và gia đình những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Ghé Lồng Cống em đón chú làm vui. Cảm ơn Đức Bánh Quấn. Anh chào chàng trai xứ Thanh nhé. Em tư lệnh nhà Mét. Ok, Tế Điên đội trưởng nhà Mét. Chào anh em. Chào tất cả anh em, bạn bè và các cháu đang xem live stream của Tế Điên Định nhá. Anh có biết anh Diệu Lam Định dưới Hải Hậu không? Anh không em ơi. Chào Tuấn Anh 368 nhá. Ok em. Anh ơi, anh Long Tròn bắt rồi, anh đang tạm giam ở đâu vậy? Anh Long anh bắt ở Thanh Hóa thì chắc là phải tạm giam ở Cầu Cao thôi. Cháu hay nghe chú Tế kể, chú Tuân Con à, cháu hay nghe chú kể về chú Tuân Con. Huân 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 Con chứ, Tân 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 nào. Chào anh nay thức khuya à. Ok em, anh giờ anh thức đêm, anh thức khuya, anh chốt chốt đơn mọi người. Đây, chào Nhật Minh nhá. Tuấn Con, anh Tuấn Con, anh Tuấn Con đúng không, anh Tuấn Con tưởng hơn Con Hải Phòng. Cảm ơn Lửng Mặt Quảng Linh nhá. Anh chúc em những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Chú chào Trung Kiên nhá. Nay em bán gì vậy em? Dạ em bán tất anh ơi, nhưng em bán ở YouTube chứ em không bán ở trên TikTok. Ok em Lửng Mặt Cười nhá. Trại Kim Chi Hải Dương có khét không chú? Khét. Tay nào? Kim Chi khét. Chú Tế follow cháu với. Ok shop ea cầm mõm. Chú follow cháu nha. Ông anh biết anh Hà Mốc không? Anh Hà Mốc á? Anh không. Anh ở chỗ nào Nam Định? Anh ở chỗ đường Trần Ninh Nam Định em ơi. Long An, anh follow em nhé, Long An nhé. Anh ở chợ là chợ Năm Tầng. Em là tím bịp đây. Lừng mất cười. Ok. Chào anh Hà Y. Anh Hà Y à? Anh Hà Y à? Thanh skill anh Hà Y nhé. Mọi người yêu quý thả tim chứ Tây Điên liên tục không phải dục anh em này nhé.
Nhét con mèo là anh không, mèo nhà anh không nhét. Mèo nhà anh nó đang động đực đấy em ạ. Mèo nó giống chủ. Nó thấy lỗ là nó cứ mê mẩn tâm thần lên. Mèo nhà anh tế vậy, cứ kêu suốt đang động đực, đang cần gái để phập siêu phập. Mèo giống tính chủ chị ạ. Đấy. Kể chuyện đi anh ơi, okay, em. Anh ơi, đi khóa lửa vào đón em nhé. Anh tế ơi, đi khóa lửa vào đón em nhé. Ok Long Nguyễn nhé. Follow em luôn đi anh. Ok follow em Tôm Nguyễn luôn. Anh đã em đã follow anh đâu mà bảo anh tôi follow em mà Tôm Nguyễn. Anh chào Đức Huy nhá. Nhà chú ở gần chợ Năm Tầng à? Nhà chú là sau chợ Năm Tầng luôn. Chợ Năm Tầng là sau chợ Năm Tầng luôn cháu. Anh chưa follow em rồi. Anh follow em mà mai ăn tiêm. Follow luôn, uy tín luôn, follow xong luôn. Anh hiểu chưa? Cảm ơn Lê Văn Đức. Chúc Lê Văn Đức và gia đình những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Đây anh follow em luôn Tô Nguyễn. Follow luôn nhỉ. Anh Tế follow em đi. Ok, cứ mọi người là ai follow mình follow lại nhé. Mình follow là chàng trai xứ Thanh nhé. Follow người nha. Nhà em ở cạnh chợ Năm Tầng qua cầu Đò Quan à chú. Đúng rồi. Ở bên phố mà qua cầu Đò Quan lại sang bên 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 đấy rồi. Chợ Năm Tầng gần ga mà. Anh Tế ơi, follow bác, follow cháu đi. Follow đẹp trai nhất nhất làng luôn này. Đẹp trai nhất lớp. Follow cháu luôn. Follow em đi nhé. Anh thấy đẹp trai. Ok, em mon nhé. Follow luôn. Anh em uy xì tín luôn. Anh em 99 chào anh Thế. Anh chào Hải Nguyễn nhé. Chúc em và những anh em 99 mãi đỉnh luôn. Sao anh nhiều TikTok thế, anh follow không biết kênh nào nữa. Anh nhìn chơi chơi TikTok, anh chơi nhiều kênh lắm. TikTok mình phải chơi nhiều mà. Đó, ví dụ là nó có bay thì mình lại có link khác mình like ấy mọi người. Trại Thanh Phong có vất vả không? Thanh Phong quá bình.